Đúng là hồng nhan thì bạc phận mà. Ôi chúng tôi vậy không, vợ chúng tôi lại đấm rồi à? Đấm gì? Vợ tôi làm sao dám đấm tôi mà. lần trước chúng tôi say rượu trái bị vợ đấm còn gì nữa. Lần đấy chẳng qua là tôi trượt chân, tôi ngã vào cái nắm đấm của vợ tôi. Vợ tôi làm sao dám lệch với tôi. Lệch phát nhá. Một vé khứ hồi về ngoại ngay. Như bút tưởng. Chứng thôn sợ vợ ấy, ai mà chẳng biết, làm sao cũng phải giấu. Tôi làm gì tôi phải giấu à. Nếu mà sợ nhá, tại sao tôi dám đi chơi đến giờ này. Mà thôi, tôi phải về đây. Về không thì bà ấy đợi cơm. Đi, về đi. Ông về đi, tôi cũng về đây. Đứng lại! Ông đi đâu từ sáng đến giờ mới về? Nhà cửa không quét, cơm nước không nấu, quần áo không giặt. Tôi phải tháp tùng cấp trên đi thăm mấy hộ neo đơn. Với lại nhân thể là tiện đấy là tặng quà cho họ luôn nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Thăm cô lành những hộ neo đơn nào? À mà cô Lành là trẻ con mà ông tặng quà. Ông có muốn đi khỏi cái nhà này không? Này này nhá, tôi nói cho bà biết nhá. Bà đừng có hơi một tí là bà đuổi tôi nhá. Tôi mà điên lên thì Này thì điên bà nhá, hơi một tí là bà đuổi, bà đánh. Tôi gọi điện cho đường dây nóng của Hiệp hội Bảo vệ đàn ông và trẻ em. Ông gọi tại này đánh là chồng con như thế này bao giờ. Cái đồ vũ thê đấy, đến điện thoại giờ nó không nhận diện được khuôn mặt của tôi để mở khóa đây này. Bà nghe đi nhé. Không thể nhận diện khuôn mặt của bạn. Chắc ông trưởng thôn lại bị vợ đấm rồi, nhục quá ông trưởng thôn ơi. Ông làm xấu mặt cánh đàn ông quá. Đấy, đến điện thoại đây này, nó còn biết là tôi bị bà đánh. Nhục, quá nhục. Thôi thôi, ông bị nhà vào cửa đây. Dậy đi cơm nước với giặt quần áo đi để tôi còn đi làm máu. Dạ. Đúng là hồng nhan thì bạc phận mà.